Dạ vâng, thân ái chào tái ngộ các bạn. Mình ăn sáng xong rồi, hôm nay sinh nhật của mình. Ra ngoài Denny's thì mấy chục năm nay nhiều khi hình như là mình không bao giờ ăn mừng sinh nhật. Mấy chục năm nay có nhiều cái sinh nhật, nhiều khi không ăn uống gì, nhịn đói, ăn mì gói là lang thang. Nhưng mà Denny's đó, họ quảng cáo là sinh nhật là cho ăn miễn phí. Thành ra hôm nay mình mới chạy ra thử Danny thì thử coi làm sao. Thì không dám nói đây là một cái bữa ăn thịnh soạn nhất hay là ngon lành nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nói chung là một trong những cái bây giờ là 55 tuổi rồi. Qua Mỹ là 35 năm rồi. Ở Mỹ cũng 30 năm. Hình như là đây là lần đầu tiên mình ăn sinh nhật miễn phí ngày sinh nhật ở Denny's. Thì nói chung là cũng bình thường, như vậy thì cũng tương đối là đối với, nếu mà các bạn ở Việt Nam thì tạm gọi là cũng thịnh soạn, cũng có trứng chiên, cũng có sausage, có bacon, rồi có pancake. Thì nói chung là mấy mấy chục năm nay mình cũng không có để ý cái vụ này, chứ nếu mà thật sự mà biết thì cũng mỗi sinh nhật thế nào cũng có ít nhất cũng đi ghé qua Danny để ăn sáng. Thì hôm nay thì mình hy vọng là bắt đầu từ hôm nay mình sẽ trở lại làm chương trình. Thành ra mời các bạn nhớ đón xem, theo dõi những cái chương trình trên YouTube của mình. Mình sẽ cập nhật thông tin, và cũng cố gắng để làm những cái chương trình đều đặn. Thành ra sẵn ngày sinh nhật thì cảm ơn giáo sư Quyên Di, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài và các bạn đã Phương Phan, Huệ Trần đã gửi lời chúc mừng sinh nhật. Và một lần nữa mong các bạn theo dõi những chương trình YouTube của mình, subscribe, đăng ký. Để mình chuẩn bị mình xây dựng và là làm lại cái kênh trên YouTube để mà cập nhật thông tin nhiều hơn. Chào các bạn, mình sẽ trở lại làm những cái chương trình trong ngày hôm nay nữa. Dạ vâng, lại chào các bạn. Ai xuôi miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở Nguyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chỉ mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Xin mời quý vị đến với phở Quyên, ăn một lần lại muốn ăn thêm. Phở Quyên 714 896 0928 896 0928.